Ukraine lo lắng khi thấy tận mắt lượng lớn binh sĩ Nga được điều động đến Adipka. Tổng thống Zelensky tuyên bố thành lập lực lượng chưa từng có trong quân đội Ukraine. Binh sĩ Israel tiến về Rafah, thủ lĩnh Hamas đang chạy trốn. Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào hai tàu của Mỹ và Anh trên Biển Đỏ. Hoa phúc thẩm Liên bang Mỹ tước quyền miễn trừ truy tố của ông Donald Trump. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Quan chức Ukraine cho biết tình hình một số nơi thuộc Adipka rất nghiêm trọng và Nga đang điều một lượng rất lớn quân đội tiến vào thành phố. Ông Vitaly Barabat, người đứng đầu cơ quan quân sự của thành phố thuộc tỉnh Donetsk nói, chưa có trận đánh nào trên đường phố Adipka. Tuy nhiên, chắc chắn có các nhóm tham báo độc lập của Nga đã đột nhập vào Adipka và tiến qua các tuyến phố. Ông Barabat cho biết Thời gian trước, Ukraine nhận định tình hình tại Adipka rất khó khăn, nhưng trong tầm kiểm soát, còn hiện tại tình hình trở nên rất khó khăn và ở một số nơi là rất nghiêm trọng. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine xây dựng nhiều lô cốt, công sự, biến thành phố Adipka thành pháo đài ngay cạnh thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Các đơn vị Nga đã bao vây ba mặt thành phố, khiến Ukraine chỉ còn đường tiếp tế từ phía Tây. Lực lượng Nga đang liên tục pháo kích Adipka để buộc Ukraine rút khỏi thành phố. Tổng thống Vladimir Putin thông báo các đơn vị Nga đã củng cố vị trí xung quanh Adivka và xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine tại một số nơi. Trên chiến trường lực lượng Ukraine rơi vào thế bất lợi, thiếu đạn dược và nhân lực, họ phải gồng mình kiềm hãm các cuộc tấn công của Nga trên khắp các mặt trận, với tâm điểm là cuộc giao tranh xung quanh thành phố Adivka ở Donetsk. Các binh sĩ Ukraine cho biết, Nga đã lợi dụng các thiết bị tạo khói giải đặc để tránh bị máy bay không người lái giám sát của Ukraine phát hiện. Họ đã tìm cách đột nhập vào vùng ngoại ô phía bắc của thành phố trong những ngày gần đây, đe dọa tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine đối với thành phố. Nếu Adipka thất thủ, thì điều này sẽ đánh dấu thắng lợi quan trọng nhất của Nga kể từ khi Moscow giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2013, đồng thời mở ra những tuyến tấn công mới, giúp điện Kremlin kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Không những vậy, thành quả này còn giúp giải phóng các nguồn lực để Nga có thể tiến hành cuộc tấn công khác vào khu vực Kharkov nằm cách đó hàng trăm km. Nga đã điều động hơn 40.000 binh sĩ, hàng trăm xe tăng và xe bọc thép gần Kubian, trong một nỗ lực nhằm giành lại lãnh thổ ở Kharkov mà các lực lượng ở nước này đã để mất vào năm 2023. Trong khi đó, việc phòng thủ của Ukraine bị cản trở khá nhiều sau khi Mỹ tạm dừng rót thêm viện trợ quân sự cho nước này. Việc thiếu sự hỗ trợ không chỉ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại pháo và vũ khí khác, mà còn khiến quá trình thực hiện các kế hoạch tương lai của Ukraine vô cùng khó khăn. Theo một số nguồn thảo tin, sự thất vọng của ông Zelensky đối với tướng Zaluzny gia tăng khi cuộc giao tranh sai lầy trong những chiến hào tĩnh lặng. Việc Ukraine thay thế tướng chỉ huy diễn ra trong bối cảnh Nga tấn công dọc gần như toàn bộ mặt trận phía đông, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều người cho rằng việc sa thải vị tướng này có thể làm gia tăng lo ngại về sự thiếu ổn định trong ban lãnh đạo thời chiến của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông vừa ký xác lệnh cho phép khởi động việc thành lập một nhánh riêng trong lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng hệ thống máy bay không người lái. Ông Zelensky cho biết, nhờ máy bay không người lái UAV Ukraine đã thay đổi tình hình an ninh ở Biển Đen. Máy bay không người lái cũng tỏ ra hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh việc thành lập lực lượng hệ thống máy bay không người lái không phải là vấn đề của tương lai mà là điều sẽ sớm mang lại kết quả cho nước này trong cuộc xung đột chống lại các lực lượng Nga. Ông Zelensky kêu gọi chính phủ và tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang giải quyết các vấn đề về việc thành lập trong lực lượng vũ trang Ukraine một lực lượng riêng cho các hệ thống máy bay không người lái. Theo ông Zelensky, danh sách nhiệm vụ hiện tại rất rõ ràng, bao gồm các vị trí nhân viên làm việc với máy bay không người lái, các đơn vị đặc biệt, huấn luyện hiệu quả và hệ thống hóa kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn, cũng như thu hút những ý tưởng giỏi nhất và các chuyên gia giỏi nhất cho lĩnh vực này. Ông Zelensky nói và cho biết thêm, kết quả nghiên cứu sẽ được đệ trình lên cơ quan hoạch định chính sách là Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Những nhiệm vụ đó là của quân đội, Bộ Quốc phòng và chính phủ nói chung. Ông Zelensky cũng chỉ rõ máy bay không người lái và việc sản xuất vũ khí trong nước cũng như hợp tác với các nước đối tác là yếu tố chính trong việc tiến hành cuộc xung đột chống lại Liên bang Nga kể từ khi Moscow triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine vào hai năm trước. Trước đó, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu sản xuất một triệu máy bay không người lái vào năm 2024. Người đứng đầu nhà nước Ukraine lưu ý rằng ông đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu. Tại đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hậu cần thích hợp cho việc vận chuyển máy bay không người lái. Theo tờ Kiev Independent, Hiện nay mặc dù Ukraine vẫn xa lầy vào các quy trình quan liêu của Liên Xô cũ khi 26.000 máy bay không người lái nằm trong kho và không thể tiếp cận mặt trận. Nhưng ông Zelensky tin tưởng rằng vấn đề hậu cần sẽ được giải quyết. Về phần mình, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin tiết lộ rằng Kiev đã sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái mỗi tháng và đặt mục tiêu sản xuất hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng. Trong khi đó, Thủ tướng Denis Mihan cho biết hơn 200 công ty Ukraine đã bắt đầu phát triển máy bay không người lái thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ về sản xuất cũng như đổi mới kỹ thuật. Nền tàng thu thập và phân tích dữ liệu Statista ước tính, tính đến nay, quân đội Ukraine có khoảng 900.000 binh sĩ, Nga có lực lượng khoảng 1,32 triệu người, bao gồm cả nhân sự không được triển khai từ chiến trường ở Ukraine. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ trên chiến trường. Một số sĩ quan và chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, bao gồm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zarutny, cũng thừa nhận Ukraine thiếu binh sĩ. Trong khi đó, các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về các đề xuất sửa đổi luật huy động của nước này nhằm hạ thấp độ tuổi nhập ngũ, tuyển dụng nhiều phụ nữ hơn và phạt những người trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách khóa tài khoản ngân hàng của họ. Lực lượng Ukraine tại Donetsk tiếp nhận mẫu UAV trinh sát VALK-1 hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trời mưa tuyết hay sương mù. Vadim Filaskin, lãnh đạo chính quyền quân sự do Ukraine bổ nhiệm tại tỉnh Donetsk cuối tuần trước cho biết, bốn bộ thiết bị bay không người lái UAV có khả năng hoạt động trong tất cả các điều kiện thời tiết đã được chuyển giao cho chúng tôi. Ông Filaskin nhấn mạnh UAV VALK-1 có thể nhìn thấy rõ kẻ địch trên chiến trường, dù là trong điều kiện băng giá, mưa, tuyết hay sương mù dày đặc. Quan chức này nhấn mạnh đây là một thành tiệu về công nghệ của Ukraine. Theo nhà sản xuất Uobus, UAV trinh sát VALK-1 có trọng lượng cất cánh 3,7 kg, tốc độ bay 60 km một giờ, tầm hoạt động 45 km và thời gian vận hành tối đa là 120 phút. Thiết bị này sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh GPS nên vẫn có thể bay dù bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử. Thân UAV được làm từ nhựa EPP, sợi carbon và composite, có thể chống lại hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ. Nó có khả năng hoạt động khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới mức âm 27 độ C. Theo Samuel Bendet, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ, khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của VALK-1 là bước tiến quan trọng với lực lượng Ukraine giúp họ có thể tác chiến trong điều kiện hết sức khắc nghiệt và khó lường của mùa đông. Ông nói, dù vậy vẫn còn phải xem liệu mẫu UAV này có thể vận hành đúng như những gì mà Ukraine tuyên bố trong vài tháng tới hay không. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, khó ngăn chặn và hiệu quả về chi phí trong việc tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. UAV hoạt động chính xác, kích thước nhỏ, có thể tấn công mục tiêu với số lượng tương đối lớn và chi phí sản xuất thấp sự phổ biến của uav trong xung đột đã thúc đẩy các bên tìm ra giải pháp đối phó với chúng hiện nay moscow đang sử dụng một vũ khí để đối phó với lực lượng kiev đó là súng chống uav súng chống uav là thiết bị cầm tay tương đối nhỏ phát ra tín hiệu làm xáo trộn tín hiệu điều hướng và chỉ huy của máy bay không người lái đối phương thường buộc uav bị nhắm mục tiêu phải hạ cánh khẩn cấp vũ khí này về cơ bản hoạt động giống như súng trường nhưng thay vì bắn đạn chúng phóng các súng điện tử loại súng này yêu cầu người sử dụng phải có tầm nhìn tới mục tiêu có thể kể đến một số loại súng chống máy bay không người lái hiện có của lực lượng Nga như Irat-100. Irat-100 là súng chống máy bay không người lái do công ty ZMKH có trụ sở tại Saint Petersburg phát triển. Phiên bản hiện tại, phiên bản thứ ba của loại vũ khí này nặng 4,5 kg và có khả năng chặn tín hiệu UAV ở khoảng cách lên tới 1,5 km. Phiên bản thứ tư của súng Irat-100 dự kiến sẽ có mảng anten cải tiến, dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Tiếp theo là August Antidrone Argus Antidron là súng chống máy bay không người lái do công ty NPO Kaysan phát triển. Mặc dù trông giống như một bệ phóng tên lửa chống tăng, nhưng loại vũ khí nặng 5,1 kg này bắn ra các xung điện từ làm gián đoạn tín hiệu điều khiển của máy bay không người lái nhỏ ở khoảng cách lên tới 1 km. Theo NPO Kaysans, Argus Antidron là vũ khí phù hợp cho việc xử lý các UAV trinh sát và UAV được sử dụng để thả đạn nổ và chiến hào. Thứ ba là gapia Gapia là loại súng chống máy bay không người lái đã được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Loại súng này có thể phá tín hiệu của máy bay không người lái ở khoảng cách lên tới 2 km, đồng thời có thể chặn tín hiệu điều hướng GPS, Wi-Fi và Bluetooth. Theo Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov, Moscow sẽ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu, phát triển và chế tạo máy bay không người lái. Trả lời phỏng vấn bên lề triển lãm quốc phòng thế giới lần thứ hai WDS 2024 tại Ả Rập Xê Út, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết Moscow đặt ra mục tiêu lớn cho ngành công nghiệp chế tạo máy bay không người lái UAV trong nước. Trọng tâm của kế hoạch này vẫn là cung cấp UAV theo yêu cầu của quân đội Nga trong năm 2024. Theo Phó Thủ tướng Manturov, Nga đang có kế hoạch phân bổ 100 tỷ rúp, khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, cho việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy bay không người lái trong 3 năm tới. Phó Thủ tướng Manturov cho biết, tất nhiên trước hết sẽ có nhiều máy bay không người lái hơn. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tích cực sử dụng chúng trong nhiều lĩnh vực. Phạm vi sản phẩm rất rộng, từ máy bay không người lái hạng nặng cho đến máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất. Ông Manturov nói thêm, kế hoạch này bao gồm việc sản xuất hàng trăm nghìn máy bay không người lái FPV và hàng chục máy bay không người lái hạng nặng. Phó Thủ tướng Manturov nói, đây là một trong những lĩnh vực quan trọng mà chúng tôi sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và các doanh nghiệp công nghiệp trong nước nhằm xây dựng năng lực sản xuất UAV theo đúng yêu cầu. Bên thềm VKDS 2024, Phó Thủ tướng Manturov cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong năm 2024 sẽ đẩy mạnh việc sản xuất các thiết bị hỗ trợ liên lạc tác chiến trên tiền tuyến, cùng với đó là xe bọc thép, hệ thống phòng không và hệ thống pháo binh. Trước đó, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov cũng đã cho biết Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030 và kỳ vọng thị phần chiếm 70% thị trường nội địa. Theo ông, Nga sẽ sản xuất khoảng 32.500 chiếc máy bay không người lái UAV mỗi năm vào năm 2030, gấp 3 lần khối lượng sản xuất hiện nay. Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về máy bay không người lái vào năm 2030 và sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong tháng này. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết máy bay không người lái có thể được sử dụng không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà trong hầu hết các ngành công nghiệp của nước này. Việc sử dụng máy bay không người lái đã trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động tác chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, mặc dù công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi trên các tiền tuyến thế kỷ 21, nhưng cuộc xung đột hiện nay đã tạo ra những đổi mới trong chiến tranh tự động hóa là chưa từng thấy trước đây. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái UAV, pháo binh, tác chiến điện tử để tấn công các mục tiêu tại tiền tuyến Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow còn sử dụng một vũ khí khác để đối phó với lực lượng Kiev, đó là súng chống UAV. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, khó ngăn chặn và hiệu quả về chi phí trong việc tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. UAV hoạt động chính xác, kích thước nhỏ, có thể tấn công mục tiêu với số lượng tương đối lớn và chi phí sản xuất thấp. Sự phổ biến của UAV trong xung đột đã thúc đẩy các bên tìm ra giải pháp đối phó với chúng. Súng chống UAV là thiết bị cầm tay tương đối nhỏ, phát ra tín hiệu làm xáo trộn tín hiệu điều hướng và chỉ huy của máy bay không người lái đối phương, thường buộc UAV bị nhắm mục tiêu phải hạ cánh khẩn cấp. Một số súng chống máy bay không người lái hiện có của lực lượng Nga như Airat 100, Agus Antidron, Gapia. Vũ khí này về cơ bản hoạt động giống như súng trường, nhưng thay vì bắn đạn, chúng phóng các xung điện tử. Loại súng này yêu cầu người sử dụng phải có tầm nhìn tới mục tiêu. Ngày mùng 5 tháng 2, hãng tin Union dẫn lời tư lệnh lực lượng liên quân của Ukraine, Sergei Naev cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ chuyển giao cho Kiev chiến đấu cơ F-16 mang tên lửa có tầm bắn lên tới 500 km. Ông Naev nói, điều này sẽ cho phép lực lượng phòng vệ của chúng tôi đạt được thành công lớn hơn nữa trên thực địa. Theo hãng tin trên, đây có thể là tên lửa có cánh không đối đất loại AGM-158 JASSM. Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết thời gian chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine dự kiến vào tháng 1 bị lùi lại nửa năm. Lý do là các phi công của Ukraine chưa biết điều khiển máy bay Mỹ, trong khi cơ sở hạ tầng và hậu cần của quốc gia Đông Âu cũng chưa đáp ứng được việc bàn giao số máy bay này. Ông không nêu chi tiết tên loại tên lửa tầm xa Ukraine sắp tiếp nhận, nhưng Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của Warzone, nhận định đây sẽ là vũ khí có thể trang bị cho tiêm kích F-16 như dòng JASSM của Mỹ. Phiên bản gốc AGM-158A JASSM có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 530 km, trong khi biến thể tăng tầm AGM-158B có tầm bắn lên tới hơn 900 km và được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Bên cạnh đó, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng cách nhanh nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất để tăng nguồn cung cấp đạn dược cho Kiev là ngừng xuất khẩu sang nước thứ ba và đây là điều mà ông yêu cầu các thành viên thực hiện. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Ba Lan, đề nghị chính phủ các nước thành viên đưa ra quyết định chính trị, ông nói, chúng ta không chỉ phải hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài, mà còn phải hỗ trợ bất cứ thứ gì. Đó không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn là vấn đề về số lượng và chất lượng nguồn cung cấp của chúng ta. Cũng trong bài phát biểu, Trung tướng Naev cho biết, Ukraine gần đây đã được bổ sung nhiều loại khí tài hiện đại, từ thiết bị bay không người lái UAV cho tới các hệ thống phòng không đời mới. Ông nhấn mạnh rằng hiện không có quốc gia nào sở hữu kho vũ khí đa dạng như Kiev. Quan chức này cũng tiết lộ mối đe dọa lớn nhất đối với Ukraine hiện nay là các đòn tấn công hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa và UAV của Nga. Ông Nayef cho hay, các cuộc tập kích được Moscow triển khai từ những khu vực nằm sâu trong lãnh thổ nước này khiến chúng tôi không thể đánh chặn trong phần lớn hành trình bay. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky bày tỏ hoàn toàn ủng hộ đề xuất của ông Borrell. Theo ước tính trước đây của Ủy ban châu Âu, 11 quốc gia thành viên có nhà máy đủ khả năng sản xuất đạn pháo 155mm là Bulgaria, Croatia, Czech, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trong khi đó, Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky thừa nhận EU sẽ thất bại trong việc cung cấp đạn dược cho Kiev đúng thời hạn và giải pháp hợp lý chính là sử dụng các quỹ của khối để mua đạn dược từ nước ngoài. Theo bà Lipavsky, Praha quan tâm đến việc Ukraine có đủ đạn dược trong xung đột với Nga và đã đề xuất tại hội đồng châu Âu hôm 1 tháng 2 về việc mua đạn dược từ nước ngoài chẳng hạn như từ Hàn Quốc hoặc Mỹ. Tuy nhiên, một số quốc gia EU khác như Pháp vẫn cảnh giác với việc mua đạn dược nước ngoài bằng tiền của EU. Mặc dù vậy, Paris cũng đang cố tăng nguồn cung đạn dược cho Kiev thông qua các kênh khác, chẳng hạn như giữa tháng 1 vừa qua, Pháp và Mỹ đã lập ra cái gọi là liên minh pháo binh với ý định đảm bảo đủ pháo và đạn pháo cho Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISWK dẫn đánh giá của chuyên gia quân sự Ukraine. Costiantin Masovets cho hay, lực lượng dự bị của Nga gồm 16 tiểu đoàn, 17 trung đoàn cùng hai phân đội chiến thuật cấp tiểu đoàn và trung đoàn. Các đơn vị dự bị của Nga có tổng cộng khoảng từ 60.000 đến 62.000 quân, song họ chỉ cấp phát vũ khí và trang bị chiến đấu cho khoảng 20.000 lính. Lực lượng dự bị Nga tập trung đông nhất trong khu vực tác chiến của cánh quân Yuk phía Nam, tiếp đến là cánh quân Zapad phía Tây, Doniepe, Zaporizhia, Vostok và Tuchent trung tâm, cánh quân Yush đang tham gia chiến đấu tại khu vực Bakhmut và Adipka. Quân số dự bị thuộc cánh quân doniep cao thứ ba do các chỉ huy Nga có thể lo ngại mối đe dọa từ lực lượng Ukraine ở bờ tây sông doniep Một số quan chức Ukraine gần đây cho biết khoảng 70.000 quân Nga đang đóng ở tỉnh Zaporizhia và khu vực tỉnh Kherson bên bờ đông sông doniep Các đơn vị dự bị của cánh quân doniep có thể di chuyển tới hướng Zaporizhia theo yêu cầu. Theo ISVK, cánh quân Tushen có ít quân số nhất do các hoạt động của nga trên hướng Liman có thể nhằm hỗ trợ cánh quân japat tiến dọc theo tuyến kupiansk svatovo isvk cho biết lực lượng ukraine theo đuổi chiến lược phòng ngự trong năm nay nhường lại thế chủ động chiến lược cho nga và để họ xác định địa điểm thời điểm và quy mô giao tranh để phân bổ nguồn lực hợp lý có thể nói sau hơn hai năm xung đột cường độ cao cả nga và ukraine đều đang cạn kiện đạn dược giới quan sát cho rằng không bên nào có đủ kho đạn dược để đáp ứng nhu cầu của một cuộc xung đột tiêu hào cường độ cao như giao tranh ở ukraine hiện nay Nga đã tích trữ các vũ khí cơ bản và được cho là đã bắt đầu cuộc xung đột với khoảng vài triệu quả đạn pháo. Nhưng ngay cả như vậy, hiện nay kho vũ khí này đã ở mức thấp. Ukraine không thể theo kịp kho vũ khí của Nga, nhưng phương Tây đang tập trung hỗ trợ Kiev các vũ khí công nghệ cao để Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Tuy nhiên, những vũ khí này của phương Tây đều đến từ kho dự trữ hiện tại của họ, và thực tế là không quốc gia nào sở hữu nhiều vũ khí hơn nhu cầu của họ. Do vậy, mỗi vũ khí được cung cấp cho Ukraine đều làm tăng rủi ro an ninh với những quốc gia tài trợ bằng việc hỗ trợ những vũ khí cũ hơn. Phương Tây cho rằng chi phí và rủi ro có thể được giải quyết, nhưng nguồn cung cho Ukraine vẫn không tránh khỏi hạn chế. Một số trang báo phương Tây cho rằng, để giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược, Nga đã tìm tới nguồn cung tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên và đặt hàng một triệu quả đạn pháo. Ngoài ra, Iran cũng có vẻ sẵn sàng cung cấp cho Moscow số lượng tên lửa và UAV lớn hơn, dù có thể hiệu quả không bằng vũ khí phương Tây, nhưng chúng sẵn có hiện nay. Nga cũng có khả năng công nghiệp quốc phòng lớn và đã dịch chuyển sang nền kinh tế thời chiến được tăng cường bởi doanh thu khổng lồ từ dầu mỏ trái lại nền tảng công nghiệp của ukraine rất dễ tổn thương trước các cuộc tấn công tên lửa của nga kiev phải mất nhiều tháng để xây dựng khả năng sản xuất nhưng chỉ một cuộc tấn công của nga đã phá hủy nó ukraine hy vọng sẽ sản xuất được một triệu uav trong năm tới nhưng kiev không thể theo kịp khả năng của nền công nghiệp quốc phòng nga và không có đủ vũ khí để đe dọa các cơ sở công nghiệp của nước này theo nguồn tin của AFP, một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Ukraine đã mất chức sau khi có tiết lộ rằng các nhà báo điều tra ở nước này đã bị theo dõi bí mật. Theo AFP, việc sa thải diễn ra sau khi thông tin về các vụ theo dõi và đe dọa giới báo chí điều tra ở Ukraine xuất hiện vào tháng 1, khiến Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Paris kêu gọi chính phủ Kiev điều tra các cáo buộc. RSF liệt kê 3 vụ việc đã xảy ra hoặc bị phơi bày trong vòng một tuần. Trong một vụ, nhân viên của Bihus.info, tổ chức truyền thông chuyên điều tra tham nhũng, phát hiện từ một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 1 rằng họ đã bị quay lén và nghe lén trong nhiều tháng. Hôm 5 tháng 2, một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraina SBU tiết lộ với AFP rằng người đứng đầu bộ phận bảo vệ nhà nước của SBU, Roman Semenchenko, đã bị sa thải vì việc theo dõi nhân viên Bihus.info. Một quan chức giấu tên cho biết quyết định này được người đứng đầu SBU đưa ra và được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt. Trước đó, cơ quan an ninh Ukraine SBU đã xác nhận phát hiện thấy một thiết bị nghe lén bên trong văn phòng dành cho tướng Valery Zaluzny, quan chức cấp cao nhất của quân đội Ukraine. SBU đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ máy nghe lén này. Giới bình luận nhận xét rằng các lực lượng bên trong và bên ngoài Ukraine quan tâm đến những gì mà tướng Zaluzny bàn thảo trong phòng kín. Tin tức về thiết bị theo dõi lén tại nơi làm việc dành cho tướng Zaluzny xuất hiện trên truyền thông Ukraine. Sau đó, SBU ra thông cáo xác nhận vụ phát hiện. Con diệp điện tử được phát hiện tại một vị trí có tiềm năng được tướng Zaluzny sử dụng, chứ không phải văn phòng thực sự mà ông đang sử dụng tại thời điểm hiện nay. Tướng Zaluzny cũng xác nhận rằng ông không phải là quan chức quân sự cấp cao duy nhất trở thành mục tiêu của các gián điệp không rõ danh tính như đã được đề cập trên truyền thông. Thời gian gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine cần phải có sự thay đổi sâu rộng trong hàng ngũ chỉ huy quân sự và dân sự để khởi động lại nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn sắp xảy ra trong chính phủ nước này. Theo giới phân tích, tuyên bố trên nhiều khả năng cho thấy ông Zelensky có thể đi xa hơn việc thay thế chỉ huy quân sự hàng đầu tướng Valery Zaluzny của Ukraine, đồng thời đánh dấu nỗ lực tìm kiếm một chiến lược mới vào thời điểm bấp bênh khi Kiev đang ở thế phòng thủ và các lực lượng Ukraine đang chờ đợi liệu Mỹ có cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và quân sự cần thiết hay không. Kế hoạch cải tổ chính phủ đánh dấu sự phá vỡ gần 2 năm ổn định trong chính phủ thời chiến của ông Zelensky vì ông hầu như giữ nguyên vị trí các bộ trưởng trong cuộc xung đột với Nga. Trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị đình trệ, các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Zelensky có thể thăng chức cho đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova, người được cho là có thiện cảm với chính quyền Biden, lên một vị trí cấp cao ở Kiev. Chính phủ Mỹ hiện đang thúc đẩy Ukraine cải tổ để tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống tham nhũng đối với hàng tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ tài chính và quân sự mà Kiev nhận được trong cuộc xung đột. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Julia Laputina đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội mà không hề giải thích. Vẫn chưa rõ liệu việc từ chức có liên quan đến kế hoạch cải tổ chính phủ hay không. Kế hoạch cải tổ của ông Zelensky được đưa ra sau nhiều tháng giao tranh bất phân thắng bại một cuộc thăm dò của Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev vào tháng 12 năm 2023 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky hiện là 62%, giảm so với 84% trước đó trong cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ động thái tịch thu tài sản nào của Nga đều sẽ gây ra hậu quả kéo dài hàng thập kỷ Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nước G7 đang xem xét sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để bổ sung viện trợ cho Ukraine. Financial Times khẳng định chính phủ Bỉ đã đề xuất một kế hoạch cho phép các chính phủ phương Tây tăng trần nợ để cho Ukraine vay, sau đó yêu cầu Nga trả khoản nợ đó. Nếu Moscow không trả khoản nợ này, G7 sẽ tịch thu tài sản phong tỏa của Nga ở châu Âu và Mỹ. Theo nguồn tin của Financial Times, Kế hoạch này được coi là một cách để lách luật cho phép phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Ý tưởng này hiện được cho là lựa chọn hàng đầu để đồng minh của Ukraine sử dụng tài sản Nga viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, chưa có quốc gia châu Âu nào được đề cập trong bài viết của Financial Times chính thức xác nhận kế hoạch này. Cũng theo ông Peskov, một kế hoạch tịch thu tài sản Nga như trên là bất hợp pháp và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ làm mọi việc để bảo vệ lợi ích của mình. Sẽ rất lâu, thậm chí trong nhiều thập kỷ, những người đưa ra quyết định tịch thu tài sản của Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của họ. Ông Peskov nói thêm, đồng thời nhấn mạnh việc xâm phạm tài sản của quốc gia khác làm suy yếu nền tảng của toàn bộ hệ thống kinh tế. Ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn trong số đó đang được nắm giữ ở châu Âu. Kể từ đó, Kiev và các đồng minh phương Tây đã nảy ra ý tưởng tịch thu tài sản này và sử dụng chúng để viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của các thể chế kinh tế phương Tây cũng như vị thế của đồng euro như một đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng thời sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút lui. Tuần trước, Bruxelles tuyên bố rằng các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận chuyển thu nhập do các quỹ của Nga tạo ra cho Kiev mà không chạm vào tài sản đó. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào liên quan đến tịch thu tài sản của nước này từ Mỹ và các đồng minh châu Âu đều vi phạm luật pháp quốc tế. Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng bất kỳ vụ tịch thu tài sản nào cũng sẽ gây ra phản ứng ăn miếng trả miếng từ Nga. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả và những ai thực hiện tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga sẽ phải chịu hậu quả pháp lý. Ông nói rằng nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của nga và điều đó là vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới theo ông peskov liên minh châu âu eu và mỹ đều hiểu rằng tịch thu bất hợp pháp tài sản của nga sẽ có hậu quả pháp lý đối với những ai khởi xướng và thực hiện nga cũng sẽ có biện pháp đáp trả tương tự Pháp, Đức và Italia vẫn cực kỳ thận trọng về ý tưởng tịch thu tài sản của Nga để sử dụng cho tái thiết Ukraine và một số quan chức EU lo ngại có thể bị trả đũa từ Moscow nếu tài sản của Nga bị tịch thu. Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 260 tỷ euro, tương đương 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa ở các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và Australia vào năm ngoái. Khoảng 210 tỷ euro, tương đương 230 tỷ đô la Mỹ dự trữ của Nga được giữ ở EU, bao gồm 191 tỷ euro ở Bỉ và 19 tỷ euro ở Pháp. Thụy Sĩ nắm giữ khoảng 7,8 tỷ euro, tiếp theo là Mỹ với 5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi cuộc phản công phát động vào tháng 6 năm 2023 thất bại và nỗ lực chiến đấu gần như rơi vào tình trạng bế tắc trong năm thứ hai, Ukraine dường như đánh mất dần lợi thế. Hiện giờ, các lực lượng nước này đang củng cố các tuyến phòng thủ và nỗ lực cầm cự để giữ vững vị trí new york times cho biết trong các trận đánh tại adivka và vuleda hai điểm nóng quan trọng ở mặt trận phía đông quân đội nga đã chịu tổn thất khá lớn ukraina đã sử dụng mìn và nhiều chướng ngại vật khác để đưa xe thiết giáp của nga vào vùng nguy hiểm nơi họ dễ bị tấn công bằng pháo hạng nặng Kyiv đang giáo diết sử dụng phương tiện chiến đấu và xe tăng do phương tây cung cấp làm thợ săn sát thủ khi nga tiến gần các vị trí của ukraina theo các đơn vị pháo binh trên mặt trận Ukraine ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái cảm tử hoặc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để cố gắng lấp đầy khoảng cách. Nhưng hỏa lực của Ukraine vẫn còn hạn chế. Thiếu tá Shohi Best, 30 tuổi, tham mưu trưởng tiểu đoàn súng trường riêng biệt 48 cho rằng máy bay không người lái dù là công cụ hữu hiệu nhưng cũng không thể so sánh với các khẩu pháo lớn. Các binh sĩ Ukraine nói rằng Nga vẫn chiếm ưu thế trên bầu trời. Nước này đã tiếp tục thực hiện các cuộc oanh tạc trên không sau một thời gian ngắn tạm dừng khi một số máy bay chiến đấu bị bắn rơi. Cơ quan tình báo quân đội Anh cho biết vẫn chưa rõ Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ trong bao lâu nếu phương Tây không kéo dài sự hỗ trợ về quân sự. Nhưng Ukraine vẫn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho Nga và cố gắng giữ vững chiến tuyến. Tuy vậy, cơ quan này cảnh báo nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục mức độ tấn công này trong tương lai gần. Binh sĩ Ukraine có biệt danh Best cho biết, nếu Nga quan tâm đến một khu vực cụ thể nào đó trên mặt trận, họ sẽ cố gắng san bằng nó. Nhưng Ukraine đang đào nhiều chiến hào và công sự để cố gắng bám trụ. Tuy nhiên, ngay cả những bước tiến nhỏ mà Nga đạt được cũng gây ra rủi ro cho Ukraine. Việc chiếm được Marinka, một thị trấn gần Adipka bên ngoài thành phố Donetsk, sau nhiều năm giao tranh đã cho phép quân đội Nga mở một tuyến tấn công mới và một thị trấn khác là Vuleda từ phía Bắc. Binh sĩ Ukraine cho biết, đối phương đã thành công một phần, chúng tôi không giấu giếm điều đó. Họ tận dụng lợi thế về pháo binh để làm mất phương hướng của binh sĩ Ukraine trên chiến hào, sau đó điều bộ binh xông vào. Nhưng chúng tôi đang chiến đấu chống lại lực lượng bộ binh của họ một cách bình tĩnh và luôn giữ vững lập trường mô tả một cuộc giao tranh trong thời gian gần đây khi xe tăng Nga cố gắng tiến đến tấn công các vị trí của Ukraine. Binh sĩ Stetsenko nói thêm, chiếc xe tăng phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, còn binh sĩ Nga nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và lao vào chiến hào, phá hủy mọi thứ trước mặt. Cuộc đối đầu được ví như một trận đấu quyền Anh, điều quan trọng nhất là khả năng tung cú đấm thép. Theo các binh sĩ Ukraine, phía Nga nhận thức sâu sắc về tình trạng thiếu hụt pháo binh của Ukraine, đồng thời liên tục điều chỉnh chiến thuật để cố gắng giành được lợi thế. Trong bối cảnh nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược cạn kiệt, Ukraine cho biết họ sẽ phải trả giá cao hơn để giữ vững phòng tuyến. Trung úy Serhiy Stetsenko, 40 tuổi, chỉ huy lực lượng xung kích của Ukraine lưu ý, ngay cả khi Nga chỉ tiến được vài bước, họ vẫn đào sâu và củng cố chiến hào. Hãng thông tấn Yurinform của Ukraine dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga không thể tiếp tục đạt được những đột phá lớn, và Kiev đã giành lại được 50% diện tích vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát từ khi xung đột nổ ra ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo lưu ý, Ukraine hiện đã khác, gần gũi hơn với châu Âu, đưa ra rất nhiều quyết định phù hợp. Công tác ngoại giao đạt được những kết quả tương xứng. Kiev giờ đây có quân đội hùng mạnh hơn, có trang thiết bị và đạn dược của phương Tây. Ukraine trở nên giàu kinh nghiệm, đôi khi hơn mệt mỏi nhưng mạnh mẽ. Theo Tổng thống Ukraine, ngày nay đất nước đã nhận thức được xung đột là gì? Hiện tại chúng ta không đơn độc, chúng ta đã có thể tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới cả về viện trợ lẫn hỗ trợ quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột trên bộ với Nga đã trở nên đình trệ do việc chuyển giao vũ khí chậm chạp. Theo hãng Thông tấn TASS, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền đình RAI của Italy, tổng thống Zelensky nói rằng đối với tình hình trên thực địa, chỉ trệ là điều hiển nhiên bởi vì cung cấp vũ khí đang chậm chế và điều này đã dẫn đến những sai lầm. Tuy nhiên, ông đánh giá tích cực các hoạt động trên biển và nhấn mạnh Ukraine không chỉ cần đạn dược mà còn cả thiết bị quân sự hiện đại. Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ hơn nữa của Mỹ. Tôi muốn tin tưởng và hy vọng rằng nếu những thay đổi xảy ra ở Mỹ thì đường lối ủng hộ Ukraine sẽ vẫn như cũ và đó cũng là câu trả lời của nhà lãnh đạo Ukraine khi trả lời câu hỏi về khả năng ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Zelensky cho rằng Ukraine cần phải đổi mới toàn bộ nhân sự hành chính, quản lý đất nước không chỉ ở bộ phận quân sự. Trước đó nhiều suy đoán đã bao trùm Ukraine giữa lúc có tin đồn rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp sa thải Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny. Cả hai đã mâu thuẫn về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kéo dài gần hai năm qua. Tuy nhiên, ông Zelensky cho hay bất kỳ thay đổi nào cũng không chỉ dừng lại ở việc thay thế một người duy nhất để kiểm soát các nỗ lực nhằm đẩy lùi binh sĩ Nga. Để giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại lực lượng Nga, ông Zelensky nhấn mạnh, tất cả chúng ta phải cùng nhau đi theo một hướng không được nản lòng chúng ta phải có năng lượng đúng đắn và tích cực, tiêu cực phải bị bỏ lại ở nhà, chúng ta không thể mang theo thái độ bỏ cuộc. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất mà người Ukraine đã làm trong hai năm xung đột toàn diện vừa qua là bảo vệ đất nước. Ông Zelensky nói, tất cả chúng tôi cùng nhau bắt đầu bảo vệ đất đai, gia đình mình bởi vì không có lựa chọn nào khác. Ông Zelensky cũng cho biết thêm, ông đã nhất trí với người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherst về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên liên quan cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu. Nhà lãnh đạo nêu rõ, chúng tôi đã đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm, 4 cuộc họp đã được tổ chức, trong đó có đại diện của 80 quốc gia tham gia. Chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Thụy Sĩ rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên sẽ được tổ chức tại đất nước của ông ấy. Các lãnh đạo thế giới sẽ xem xét mọi quan điểm để đi đến kết luận cuối cùng về một thế giới công bằng và tài liệu này sẽ được cung cấp cho toàn thế giới, bao gồm cả Nga. Nhận định với tờ Wall Street Journal ngày 5 tháng 2, Stephen J. Hartley, Chủ tịch Ban Cố vấn Quốc tế của Hội đồng Đại Tây Dương, từng là Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng giai đoạn 2005-2009 và Matthew Kronik là thành viên của Ủy ban Quốc hội về vị thế chiến lược của Mỹ cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến điểm quan trọng, đòi hỏi phải đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và công nghệ tiên tiến, đồng thời theo đuổi chiến lược quân sự và ngoại giao mới, tăng cường sản xuất quốc phòng của Ukraine. Hai chuyên gia này lưu ý, nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden áp dụng cách tiếp cận này, Nhà Trắng có thể ứng phó với sự từ chối của Quốc hội trong việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine khi không có một chiến lược rõ ràng. Theo các chuyên gia trên, cuộc phản công trong năm 2023 của Ukraine kém thành công hơn nhiều người mong đợi, khiến lực lượng Nga có điều kiện củng cố lực lượng. Các chiến thuật mới, chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để phát hiện xe bọc thép và vũ khí chính xác để tiêu diệt chúng, đã mang lại cho lực lượng Nga lợi thế về phòng thủ, trong khi đó, sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine không được đảm bảo, đặc biệt khi đối mặt với tình trạng bế tắc ở Mỹ. Vì vậy, cuộc chiến tiêu hao đang có lợi cho Nga nhiều lợi thế về công nghiệp và nhân lực. Để giải quyết những thực tế này, Ukraine và những nước ủng hộ Kiev nên theo đuổi một chiến lược phù hợp với các yếu tố chính. Đầu tiên, hoạt động quân sự của Ukraine nên tập trung nhiều hơn vào phòng thủ. Kiev cần duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ, đặc biệt là ở Odessa, nơi cung cấp quyền tiếp cận biển đen rất quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine vốn phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc sang thị trường quốc tế. Các lực lượng Ukraine nên thiết lập các tuyến phòng thủ kiên cố và sử dụng các cảm biến và máy bay không người lái tiên tiến để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Thứ hai, Ukraine cần giảm sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Ukraine có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh và đang sản xuất nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột. Kiev đã ký hơn 20 thỏa thuận và đang sản xuất nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột. Kiev đã ký hơn 20 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài để cùng bảo trì và sản xuất vũ khí, giúp nước này tăng cường năng lực công nghiệp trong và ngoài nước. Công ty Renmeto của Đức và công ty Baika của Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch xây dựng cơ sở ở Ukraine để sản xuất xe tăng và máy bay không người lái. Trong khi đó, Mỹ bị tụt lại phía sau vì vậy, Washington nên thúc đẩy liên doanh với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng cách giúp các công ty quốc phòng Mỹ giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh trong vùng có xung đột và giảm bớt các quy định, bao gồm các hạn chế về chuyển giao công nghệ theo quy định về buôn bán vũ khí quốc tế. Thứ ba, Mỹ và các nước khác nên giúp Ukraine xây dựng mạng lưới phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa cần được tăng cường. Ukraine cần tự bảo vệ mình trước chiến dịch không kích từ Nga. Các đồng minh phương Tây nên tái phân bổ các khẩu đội Patriot từ các khu vực khác của châu Âu sang Ukraine và hợp tác với Kiev để phát triển các hệ thống phòng thủ công nghệ thấp, chi phí thấp chống lại máy bay không người lái và các vũ khí chiến trường khác. Ngoài ra, vấn đề tư cách thành viên NATO sẽ được gác lại ít nhất cho đến khi có một ranh giới phân chia ổn định giữa các lực lượng Ukraine và Nga và cường độ xung đột giảm bớt. Đây là những vấn đề nhạy cảm và tư cách thành viên NATO của Ukraine cần phải có sự đồng thuận hoàn toàn trong liên minh. Quốc hội Hungary đã bất ngờ hoãn phiên bỏ phiếu để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quyết định này đã khiến cánh cửa gia nhập tổ chức quân sự lớn nhất thế giới này của Thụy Điển tạm thời bị đóng cửa. Theo kế hoạch, 6 đảng đối lập tại Hungary sẽ triệu tập phiên họp quốc hội khẩn cấp hôm ngày 5 tháng 2 để tiến hành bỏ phiếu về phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán đã không có mặt khiến cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra. Hành động của các nghị sĩ đảng cầm quyền đã khiến dư luận trong và ngoài nước không khỏi bất ngờ, bởi thực tế, đảng Fidesz cầm quyền chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội trong khi nghị sĩ các đảng khác đều có mặt, nghị sĩ đảng cầm quyền lại không có mặt. Trước đó, người đứng đầu đảng Fidesz, Thủ tướng Orbán đã nhiều lần hứa hẹn với NATO rằng ông sẽ thúc đẩy đảng của mình phê chuẩn đơn xin của Thụy Điển ngay khi có cơ hội đầu tiên. Các nghị sĩ đối lập đã ngay lập tức chỉ trích hành động của các nghị sĩ đảng cầm quyền. Trong một tuyên bố, nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ đối lập Agnes Vardai chỉ trích động thái của đảng cầm quyền đã khiến Hungary bị bẽ mặt. Không có lý do gì chính phủ của ông Orbán lại chặn Thụy Điển vào NATO. Tôi nghĩ đây là vấn đề của cá nhân ông Orbán. Việc ông ấy đang làm thực sự rất phi lý. Ông ấy phải hiểu rằng Thủy Điển gia nhập NATO sẽ phục vụ cho lợi ích và an ninh của Hungary. Hành động của ông Orbán sẽ phá vỡ sự đoàn kết của NATO. Đại sứ Mỹ tại Hungary, David Bresman cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này và mong muốn Hungary hành động một cách nhanh chóng. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam Bà theo tại cuộc họp báo hôm qua đã bày tỏ lấy làm tiếc về hành động của Hungary hungary là đồng minh cuối cùng của nato chưa phê chuẩn tư cách thành viên của thụy điển và chúng tôi rất vui vì quốc hội hungary đã tổ chức phiên họp tuy nhiên chúng tôi thất vọng vì đảng cầm quyền đã chặn cơ hội bỏ phiếu bằng cách tẩy chay phiên họp các thành viên khác của nato hiện chưa có bình luận gì về quyết định của hungary tuy nhiên trước đó tổng thư ký nato jens stoltenberg đã nhiều lần hối thúc hungary phê chuẩn quyết định cho phép thụy điển gia nhập nato việc thụy điển gia nhập nato sẽ làm cho toàn bộ liên minh trở nên mạnh mẽ hơn vì vậy, tôi mong rằng Quốc hội Hungary sẽ sớm phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hungary có hành động được cho là gây bất ngờ này. Các nghị sĩ đảng cầm quyền Hungary thực tế đã chỉ hoãn bỏ phiếu kết nạp Thụy Điển kể từ tháng 7 năm 2022, với cáo buộc rằng các nhà chính trị Thụy Điển đã có thái độ thù địch công khai khi nhiều lần chỉ trích về các vấn đề pháp quyền của nước này. Theo kế hoạch, phiên họp thường kỳ tiếp theo của Quốc hội Hungary dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2. Song theo đánh giá của giới phân tích, không có gì đảm bảo đảng của Thủ tướng Orbán sẽ nhanh chóng duyệt Thụy Điển vào NATO. Mới đây, khi Thủ tướng Hungary mời Thủ tướng Thụy Điển tới nước này, Thủ tướng Thụy Điển Kristensen đã khước từ và nói rằng ông sẵn sàng tới thăm Hungary, song chỉ sau khi Hungary đã chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập NATO. Điều này có nghĩa là việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa và cần cả những nỗ lực ngoại giao từ hai phía. Theo kênh CNN, ngày mùng 5 tháng 2 trong một cuộc họp báo, ông Galan cho biết hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza sẽ sớm đạt được mục tiêu khi binh sĩ tiến về Rafah, thành trì cuối cùng còn lại của Hamas. Ông nói, lực lượng của chúng tôi hoạt động trên bộ ở hầu hết lãnh thổ dài Gaza. Israel đã công khai cáo buộc thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinua, là người đứng sau vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến ông này trở thành một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột ở dài Gaza. Theo ông Galan, thủ lĩnh Sinua không liên lạc với các tay súng Hamas và buộc phải chạy trốn từ nơi ở náu này sang nơi ở náu khác khi quân đội Israel đang truy đuổi gắt gao. Ông Galan nói, ông ta không lãnh đạo các lực lượng, ông ta bận rộn với sự sống còn của cá nhân mình. Thay vì là người đứng đầu Hamas, ông ta trở thành người chạy trốn. Ông Galan cũng tuyên bố rằng lực lượng Israel đã tiêu diệt hoặc làm bị thương nặng khoảng một nửa số tay súng Hamas ở Gaza. Về phần mình, Husham Badran, người phát ngôn của Hamas tại Qatar, đã bác bỏ những tuyên bố của ông Galan nói rằng đây là nỗ lực để nâng cao tinh thần cho binh sĩ Israel. Theo một tuyên bố của ông Badran, được cơ quan truyền thông Hamas là al qasa công bố vào cuối ngày 5 tháng 2, các tay súng Hamas vẫn hoạt động ở tất cả các khu vực của Gaza. Trong khi đó, ngày 5 tháng 2, hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng chiến thắng của Israel trước Hamas ở Gaza sẽ giáng một đòn chí mạng vào Hamas cũng như các nhóm khác trong khu vực. Ngoài ra, ông Netanyahu cảnh báo việc không giành được chiến thắng sẽ đe dọa an ninh của Israel. Ông nói, nếu không có chiến thắng hoàn toàn, những người Israel phải rời bỏ nhà cửa sẽ không thể quay trở lại. Vụ thảm sát tiếp theo sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Iran, Hezbollah và những nước khác sẽ ăn mừng. Liên quan tình hình Gaza, ngày 5 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ả Rập Xê Út, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy đề xuất về một lệnh ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel để đổi lấy việc phóng thích các con tin. Đây là chuyến công du thứ 5 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tại Riyadh, ông Blinken đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ả Rập Xê Út, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng nước chủ nhà, Hoàng thân Faisal bin Fahan al Saud. Sau đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ đến Ai Cập, Qatar và Israel nhằm thúc đẩy tiến triển đàm phán với Hamas về một dự thảo đề xuất cho một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đề xuất này được xây dựng sau cuộc họp trước đó ở Paris của Pháp với sự tham gia của các quan chức Mỹ, Israel, Qatar và Ai Cập. Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ưu tiên hàng đầu đối với Ngoại trưởng Blinken trong chuyến công du này là phát đi thông điệp rõ ràng và trực tiếp với các nước trong khu vực rằng Mỹ muốn chấm dứt tình trạng xung đột gia tăng. Xung đột Hamas-Israel chưa có dấu hiệu kết thúc sau hơn 3 tháng giao tranh, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Theo người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas ở Liban, Osama Hamdan, phong trào này vẫn đang nghiên cứu dự thảo thỏa thuận trao đổi con tin nhiều giai đoạn do các bên trung gian đề xuất trong cuộc đàm phán ở Paris. Tuy nhiên, Hamas vẫn kiên quyết điều kiện ban đầu là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Bên cạnh đó, Hamas cũng yêu cầu trả tự do cho hàng nghìn tù nhân đang chấp hành án tù ở Israel vì các tội danh liên quan xung đột giữa Palestine và Israel, kể cả những tù nhân đang bị kê đán trung thân. Trong khi đó, phía Israel kiên quyết không chấp nhận ngừng bắn lâu dài và chỉ ngừng kế hoạch quân sự một khi đánh bại hoàn toàn Hamas. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Saria cho biết, lực lượng này ngày mùng 6 tháng 2 đã bắn tên lửa hải quân vào hai tàu Stanazia và Morning Tide trên biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, ông Saria nói rằng đây là các tàu của Mỹ và Anh, nhưng thông tin từ các trang theo dõi vận tải biển cho thấy hai tàu này treo cờ quần đảo Marshall và Barbados. Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất mà Houthi thực hiện nhằm vào các tàu thương mại và tàu chiến trên biển Đỏ. Mỹ và Anh chưa bình luận về tuyên bố của Houthi. Theo số liệu mới nhất, lực lượng Houthi đã tấn công hơn 30 tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ giữa tháng 11 năm 2023. Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh ngày 3 tháng 2. Theo tờ The Times of Israel, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Saria cho biết đã có tổng cộng 48 cuộc không kích vào Yemen. Ông viết trên mạng xã hội X những cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản lập trường của chúng tôi trong ủng hộ những người dân Palestine kiên cường ở giải Gaza. Ông Saria cảnh báo các cuộc tấn công mới nhất sẽ bị hầu thi đáp trả và trừng phạt. Trước đó, ông Mohammed al bukhaiti thành viên hàng đầu của Hội đồng Chính trị Hầu thi cho biết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 2 rằng việc liên minh Mỹ-Anh ném bom vào một số tỉnh của Yemen sẽ không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi và chúng tôi khẳng định rằng các hoạt động quân sự chống Israel sẽ tiếp tục cho tới khi ngừng diệt chủng ở Gaza và dỡ bỏ bao vây người dân ở đây, bất kể chúng tôi phải trả giá bằng những hy sinh gì. Thời gian qua, Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã không kích hàng chục mục tiêu của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng này nhằm vào tàu thuyền thương mại cũng như các tàu hải quân đi qua Biển Đỏ. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào ngày 3 tháng 2 đợt không kích chính xác này nhằm vào các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar ngầm của Houthi. Theo kênh CNN, hai tàu khu trục của Mỹ đã bắn tên lửa Tomahawk trong khuôn khổ cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Cả hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Alleyburg là USS Gravely và USS Carney đã bắn tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong giao tranh các máy bay chiến đấu FA-18 từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cũng tham gia cuộc không kích. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công gần đây nhất nhằm mục đích làm gián đoạn và làm suy giảm thêm khả năng của lực lượng hầu thi. Ông Austin nói ngày 3 tháng 2, hành động tập thể này gửi một thông điệp rõ ràng tới hầu thi rằng họ sẽ tiếp tục gánh thêm hậu quả nếu không chấm dứt các cuộc tấn công bất hợp pháp vào các tàu hải quân và vận tải quốc tế. Vừa qua, một cuộc khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI toàn cầu của S&P Global, tập đoàn đa quốc gia tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính, công bố mới đây cho thấy nền kinh tế Anh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các nước châu Âu do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ. Các phân tích của S&P cho biết, dựa trên dữ liệu được các công ty thành viên ban hội đồng PMI đưa ra cho thấy khủng hoảng biển đỏ đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các công ty châu Âu trong tháng 1 năm 2024. Trong số đó, các doanh nghiệp Anh chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi khủng hoảng biển đỏ. Các doanh nghiệp Anh tham gia khảo sát lưu ý rằng thời gian giao hàng bị chậm lại khoảng 12 đến 18 ngày, gây gián đoạn lịch trình sản xuất và làm tăng áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, việc chuyển hướng tàu thuyền tránh tuyến biển đỏ cũng dẫn đến giá vận chuyển cao hơn, khiến chi phí đầu vào của các nhà sản xuất Anh tăng lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái. Chi phí đầu ra cũng tăng mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2023 do các nhà sản xuất buộc phải chuyển chi phí gia tăng sang cho khách hàng. Trong khi đó, cuộc khảo sát cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm do nhu cầu yếu hơn cả trong và ngoài nước Anh. Chỉ số PMI của ngành sản xuất Anh tăng lên 47,0 trong tháng 1 năm 2024 nhưng không đạt được kỳ vọng trước đó và vẫn thấp hơn ngưỡng 50, cho thấy tình trạng hoạt động của ngành tiếp tục xấu đi. Hội đồng Tổng thống Yemen đã bổ nhiệm Ngoại trưởng nước này, ông Ahmed Awad bin Mubarak làm Thủ tướng mới. Sắc lệnh do Hội đồng Tổng thống Yemen ban hành và được hãng thông tấn chính thức Saba của Yemen đăng tải đã công bố và chỉ định Thủ tướng sắp miễn nhiệm Abdul Malik Saed làm cố vấn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống. Tuy nhiên, sắc lệnh không nêu lý do cho việc thay thế nói trên. Động thái mới nhất của Hội đồng Tổng thống Yemen được đưa ra vào thời điểm căng thẳng ngày càng gia tăng ở quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập này sau một loạt cuộc tấn công ở Biển Đỏ của Houthi khiến Mỹ và Anh tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Ông Bin Mubarak, cựu đại sứ Yemen tại Mỹ, được nhiều người cho là kẻ thù lâu năm của Houthi, khi ông từng bị lực lượng bắt cóc và giam giữ vào năm 2015. Trước đó, ông Bin Mubarak có thời gian giữ chức tránh văn phòng Tổng thống Yemen và được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của nước này tại Liên Hợp Quốc vào năm 2018, trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng trong cùng năm. Nhà phân tích Mohamed Al-Basa, chuyên gia về Yemen tại hãng nghiên cứu Navanti, có trụ sở tại Mỹ nhận định Ông Bin Mubarak được coi là một trong những kiến trúc sư của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê dẫn đầu, can thiệp chống lại Houthi vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. Liên quan đến diễn biến xung đột, một thành viên cấp cao của Houthi khẳng định Ý sẽ trở thành mục tiêu của nhóm này nếu nước này tham gia vào các cuộc tấn công nhắm vào Yemen. Các công ty viễn thông Yemen cũng lo ngại nhóm này sẽ phá hoại đường cáp ngầm. Theo đó, lãnh đạo Hội đồng Cách mạng Tối cao Mohammed Ali Al-Houthi của nhóm phiến quân Houthi nói Ý phải trung lập trong cuộc xung đột Israel-Hamas đồng thời gây áp lực Israel ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Ông An Houthi nói thêm rằng đây có thể là cách duy nhất cho hòa bình khu vực. Trong một diễn biến liên quan, các công ty viễn thông liên kết với chính phủ Yemen được Liên Hợp Quốc công nhận đã lo ngại phiến quân Houthi có thể đang lên kế hoạch phá hoại mạng lưới cáp ngầm ở Biển Đỏ. Mạng cáp ngầm này rất quan trọng cho mạng Internet phương Tây và các truyền tải dữ liệu tài chính. Cảnh báo được đưa ra sau khi kênh Telegram liên kết với Houthi công bố bản đồ các tuyến cáp chạy dưới Biển Đỏ. Hình ảnh được đăng tải kèm theo thông điệp, đã có bản đồ các tuyến cáp ngầm quốc tế nối tất cả các khu vực trên thế giới qua Biển Đỏ. Có vẻ như Yemen nằm ở một vị trí chiến lược khi các đường dây internet kết nối các lục địa, chứ không chỉ một vài quốc gia đi qua gần đây. Yemen Telecom cho biết, họ đã nỗ lực cả về mặt ngoại giao và pháp lý trong vòng vài năm qua để thuyết phục các liên minh viễn thông quốc tế toàn cầu không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Houthi, vì điều đó sẽ đem lại cho nhóm vũ trang này kiến thức về cách hoạt động của các tuyến cáp ngầm. Ước tính khoảng 17% lưu lượng truy cập internet trên thế giới nằm ở các đường ống cáp quang dưới biển đỏ. Trong một tuyên bố, tổng công ty viễn thông Yemen lên án các mối đe dọa của lực lượng Houthi nhắm vào các tuyến cáp ngầm quốc tế. Công ty này cảnh báo những đường cáp ngầm đi qua Biển Đỏ tới Ai Cập, thường chỉ dày tương đương với ống phun nước và dễ hư hại do neo tàu và động đất. Một trong những tuyến cáp ngầm có tầm quan trọng chiến lược nhất là tuyến Á-Phi-Âu AE1, dài 25.000 km, chạy từ Đông Nam Á đến châu Âu qua Biển Đỏ. Trong một báo cáo công bố tuần trước, các nhà phân tích tại diễn đàn an ninh vùng vịnh cho rằng các tuyến cáp ngầm vẫn được đảm bảo an toàn chủ yếu do công nghệ tương đối kém phát triển của hầu thi. Lực lượng này có thể tấn công tàu thuyền trên mặt nước bằng tên lửa và tàu cao tốc nhưng họ chưa bao giờ phát triển một lực lượng hải quân hoặc thủy quân lục chiến được đào tạo bài bản. Hầu thi cũng thiếu tàu lặn cần thiết để tiếp cận dây cáp. Tuy nhiên nếu có cơ hội lực lượng hầu thi có thể điều chỉnh một số chiến thuật hàng hải của mình để nhắm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quan trọng. Trên thực tế một số vùng nước nông ở vùng vịnh chỉ có độ sâu 100m và để tiếp cận các vị trí như vậy hoàn toàn không cần sử dụng tới tàu ngầm công nghệ cao. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận nước này đã không thông báo trước cho Iraq về các cuộc không kích mà Washington thực hiện mới đây nhằm vào các nhóm mục tiêu bị nghi có liên quan đến Iran tại Iraq, qua đó bác thông tin trước đó từ Nhà Trắng. Động thái trên của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở Iraq là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Mỹ ở Jordani hôm 28 tháng 1, khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nêu rõ, không có thông báo trước, chúng tôi thông báo cho phía Iraq ngay sau khi tiến hành các cuộc không kích. Ông Patel cho rằng, chính phủ Iraq cũng như mọi quốc gia khác trong khu vực hiểu rằng Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả khi binh sĩ nước này thiệt mạng. Trước đó Mỹ đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết, nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria đợt tấn công này có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1 và hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác. Sau đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết Mỹ đã báo trước thông tin của không kích cho chính phủ Iraq, khiến Baghdad giận dữ. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, ông Kirby giải thích rằng đã phản hồi bằng thông tin được cung cấp khi đó. Song các thông tin mà ông tiếp nhận là không cụ thể, đồng thời lấy làm tiếc vì gây hiểu nhầm. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại đông bắc Jordani giáp giờ với Iraq và Syria là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào quân nhân Mỹ tại Trung Đông kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Điều này làm dấy lên lo ngại gia tăng căng thẳng trong khi giao tranh tại giải Gaza chưa chấm dứt. Trong chuyến thăm chính thức tới Baghdad, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Ali Akbar Amadian tái khẳng định cam kết của Tehran đối với an ninh và ổn định của Iraq. Trong khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani, ông Amadian. Nhấn mạnh sự quan tâm của Iran trong việc tiếp tục hợp tác với Iraq dựa trên thỏa thuận an ninh chung nhằm bảo vệ an ninh của cả hai quốc gia láng giềng. Về phần mình, Thủ tướng An Sudani bày tỏ cam kết của Iraq đối với các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và duy trì mối quan hệ tốt nhất có thể với các nước trong khu vực và trên thế giới mà không gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Iraq. Theo ông An Sudani, Iraq đã và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì sự ổn định và thiết lập hòa bình vì lợi ích của tất cả người dân trong khu vực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Iraq sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và an ninh quốc gia của mình. Trước đó cùng ngày, trong cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia Iraq, Qasim al-anzari, ông Amadian cho biết Iran luôn luôn tôn trọng chủ quyền của Iraq. Theo thỏa thuận an ninh biên giới chung được hai nước ký kết, chính phủ Iraq cam kết giải ra vũ khí của các nhóm khủng bố và ly khai có trụ sở tại khu vực Kurdistan phía bắc đất nước và đánh bật các nhóm này ra khỏi khu vực biên giới với Iran. cả Iraq, Iran và Syria đều lên án các cuộc không kích của Mỹ. Iran cũng phủ nhận liên quan cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Jordani. Đại sứ Iran Amir Said Iravani từng nói rằng, bất kỳ nỗ lực nào quy kết những hành động này cho Iran hoặc lực lượng vũ trang của chúng tôi đều là sai lầm, vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Ông tuyên bố, nếu Iran phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa, cuộc tấn công hay hành vi gây hấn nào ảnh hưởng đến an ninh, Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện các quyền vốn có để đáp trả quyết liệt. Trong khi Nhà Trắng trước đó cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hành động đáp trả các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood cho hay, Mỹ không mong xảy ra thêm xung đột trong khu vực khi chúng tôi đang tích cực nỗ lực ngăn chặn và xuống thang xung đột ở Gaza. Chúng tôi không muốn xung đột trực tiếp với Iran, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ quân nhân Mỹ trước các cuộc tấn công không thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Mỹ về tình hình khu vực là không cần thiết. Ông Kanaani nhấn mạnh lập trường của Iran là rõ ràng và Tehran đã truyền đạt quan điểm của mình đến Washington thông qua các bên trung gian hòa giải. Theo người phát ngôn này, giải pháp giúp căng thẳng ở khu vực cần bắt đầu từ căn nguyên dẫn đến xung đột, tức là cần một giải pháp đối với vấn đề Palestine. Trong khi đó, Mỹ lại không phải là một phần của một giải pháp như vậy. Theo ông, Iran sẽ không giao dự trong việc đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công thù địch xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước này. Theo ông Nasser Kanani, Iran không tìm kiếm căng thẳng hay thúc đẩy khủng hoảng tại khu vực, nhưng sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng như đã từng làm đối với mọi hành động xâm phạm từ bên ngoài. Trước đó, hôm ngày 2 tháng 2 vừa qua, Mỹ đã phát động chiến dịch không kích ồ ạt vào hàng loạt mục tiêu được cho là của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực thời gian qua. Một số ý kiến lo ngại Mỹ có thể tính đến khả năng tấn công phủ đầu vào lãnh thổ Iran, động thái có thể khiến Trung Đông chìm sâu hơn nữa vào khủng hoảng cuộc xung đột chưa có dấu hiệu lắng dịu giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza đã làm gia tăng nguy cơ một cuộc xung đột rộng lớn. Phát biểu tại cuộc họp của các nghị sĩ đảng Likud, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua một lần nữa khẳng định mục tiêu của nước này là đánh bại Hamas. Theo nhà lãnh đạo Israel, chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ không dừng lại trước khi hoàn thành mục tiêu này, bao gồm việc tiêu diệt toàn bộ các thủ lĩnh Hamas. Ông đồng thời nhấn mạnh, thời gian hoàn thành mục tiêu chỉ còn được tính bằng tháng, chứ không phải bằng năm như một số lo ngại cùng liên quan tới cuộc khủng hoảng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng ngày đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất đảm bảo nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Cuộc xung đột tại Gaza cùng với các vấn đề liên quan cũng là nội dung nghị sự chính trong chuyến công du bắt đầu từ hôm ngày 5 tháng 2 của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới một loạt quốc gia Trung Đông với chặng dừng chân đầu tiên là Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng cho rằng các cuộc không kích do lực lượng của mỹ và anh tiến hành nhằm vào các cơ sở của lực lượng hầu thi ở yemen sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực kể từ tháng 1, lực lượng liên quân của mỹ và anh đã tiến hành một số đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng hầu thi ở yemen nhằm đáp trả việc lực lượng này đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại qua lại ở biển đỏ các cuộc tấn công của lực lượng hầu thi trên biển đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến đường biển quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh. Trong các tuyên bố trước đó, Houthi cho biết các cuộc tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ nhằm bày tỏ đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza vẫn đang tiếp diễn. Ngày 6 tháng 2, Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các cáo buộc rằng ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Phán quyết này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự chưa từng có. Một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm cấp quận Columbia đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông không thể bị truy tố về các cáo buộc liên quan đến trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là tổng thống. Hội đồng thẩm phán khẳng định vì mục đích của vụ án hình sự này, cựu tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump. Ông không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ hành pháp nào trong cuộc truy tố này. Theo giới chuyên gia, ông Trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo phán quyết trên vụ việc sẽ được tạm dừng cho đến ít nhất, nhất là ngày 12 tháng 2 để ông Trump có thời gian kháng cáo lên tòa án tối cao. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng các cựu tổng thống có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng và không thể bị truy tố hình sự vì các hành động chính thức trừ khi bị hạ viện luận tội và bị thượng viện bãi nhiệm. Ông Trump đã bị hạ viện luận tội hai lần, nhưng trong cả hai lần này, các đảng viên cộng hòa ở thượng viện đều có đủ số phiếu để ông không bị bãi nhiệm. Bản thân ông Trump đã nhiều lần tuyên bố quyền miễn trừ của mình trong quá trình vận động tranh cử và trên mạng xã hội. Trước đó, một cuộc thăm dò dư luận của New York Times và Siena College vào tháng 12 năm 2023 cho thấy, 62% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa tin rằng ông Trump vẫn có thể là ứng cử viên chính thức của đảng này kể cả khi ông bị kết tội. Theo kết quả thăm dò của Washington Post vào cùng thời điểm, 54% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở New Hampshire cho rằng ông Trump vẫn đủ khả năng đảm nhận chức vụ tổng thống nếu bị kết tội. Con số này đã tăng lên 87% trong cuộc thăm dò vào tháng trước. Phần lớn những người ủng hộ vẫn đứng về phía ông Donald Trump bất chấp bốn vụ truy tố hình sự mà cựu tổng thống chỉ trích là cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị. Tuy nhiên, ông Green, giáo sư luật Đại học Temple cho rằng, sự ủng hộ của cử tri có thể thay đổi khi ngày bầu cử càng đến gần. Một cuộc thăm dò khác vào tháng 1 năm 2024 của Morning Consult và Bloomberg cho thấy 53% cử tri ở các bang chiến trường quan trọng sẽ không bỏ phiếu cho cựu tổng thống nếu ông bị kết án. 55% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông phải ngồi tù. Georg Kabasovic, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính trị tại trung tâm Niskanen, một tổ chức tư vấn trung hiếu ở Washington DC cho biết, chỉ riêng việc phải hầu tòa trong chiến dịch tranh cử cũng có thể ảnh hưởng đến ông Trump. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, ông Trump đã tận dụng những rắc rối pháp lý của mình để kích động sự ủng hộ của các cử tri trung thành. Ông Trump thậm chí còn xuất hiện trong các vụ án dân sự mà sự hiện diện của ông là không cần thiết. Động thái này được cho là một chiến thuật tranh cử của cựu tổng thống. Theo ông Kaba Service, ông Trump đã sử dụng các vụ kiện để cáo buộc Đảng Dân chủ đang làm mọi cách để ngăn cản ông trở thành tổng thống một lần nữa. Mặc dù chiến lược này có thể hiệu quả với những người ủng hộ phong trào MAGA, Make American Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, nhưng nó sẽ không thu được những cử tri ôn hòa của Đảng Cộng Hòa. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal mới đây, Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi tăng cường can dự ngoại giao và quân sự ở Trung Đông nhằm tìm cách chấm dứt cuộc giao tranh tàn khốc ở Gaza và đẩy lùi ảnh hưởng của Iran khi Ngoại trưởng Antony Blinken thực hiện chuyến thăm lần thứ năm tới Trung Đông kể từ khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái. Mục tiêu của Mỹ là giảm giao tranh và phóng thích khoảng 130 con tin vẫn còn bị giam giữ ở Gaza, một bước quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu tham vọng hơn của mình. Trên mặt quân sự, Mỹ đã tấn công mạnh mẽ các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq, Syria và Yemen vào cuối tuần qua. Những nỗ lực của Mỹ phải đối mặt với những trở ngại lớn, nhất là những đòi hỏi thỏa hiệp từ tất cả các bên. Điều rõ ràng là Trung Đông Nơi mà Nhà Trắng hy vọng có thể đặt xuống hàng thứ yếu so với những ưu tiên cao hơn liên quan đến Trung Quốc và xung đột ở Ukraine, giờ đây đã nổi lên như một thách thức cấp bách nhất đối với chính sách đối ngoại của Washington. Martin Indyk, cựu đặc phái viên Mỹ về đàm phán Israel-Palestine và từng là đại sứ tại Israel cho biết, giao tranh ở Gaza là động lực để Mỹ thay đổi cách tiếp cận đối với một cuộc xung đột dài dẳng. Chính quyền Biden hiện nhận ra rằng họ không thể đạt được các mục tiêu chiến lược ở Trung Đông nếu không có cách tiếp cận bền vững hơn để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Mới mùa xuân năm ngoái, chính quyền Mỹ đã có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Chiến lược của họ là khuyến khích Israel và Ả Rập Xê Út xích lại gần nhau, dựa trên giả định rằng người Palestine ở Bờ Tây và Gaza do Israel chiếm đóng có đòn bẩy hạn chế và cuối cùng sẽ chấp nhận các thỏa thuận tự quản tiềm năng. Dự đoán sẽ không có thách thức quân sự lớn nào, chính quyền Biden cũng giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Các chuyên gia cho biết, với số thương vong ở Gaza đang gây chấn động khu vực, chiến lược của Mỹ hiện kêu gọi giải quyết câu hỏi hóc búa về hòa bình ở Trung Đông bằng cách ưu tiên cho vấn đề Palestine thúc đẩy triển vọng của người Palestine về một nhà nước của riêng họ đã trở thành điều kiện tiên quyết để theo đuổi quá trình bình thường hóa Israel-Arab Út và cùng với đó là hy vọng thúc đẩy một liên minh chống Iran rộng rãi trong khu vực với nền chính trị trong năm bầu cử Mỹ đang ở giai đoạn quan trọng tiến trình hướng tới một nhà nước Palestine và việc chấm dứt giao tranh ở Gaza có thể giúp Nhà Trắng đáp trả những lời chỉ trích thuộc phe cánh tả của đảng dân chủ những người phàn nàn rằng chính quyền Biden đã quá nghiêng về phía Israel không đe dọa cắt giảm hỗ trợ quân sự nhưng sự sụp đổ của nỗ lực ngoại giao có thể ảnh hưởng đến triển vọng tái đắc cử của tổng thống biden đặc biệt là ở michigan nơi có đông đảo người mỹ gốc ả rập những thách thức đối với một bước đột phá ngoại giao bao gồm việc đảm bảo sự hợp tác của israel khi thủ tướng benjamin netanyahu đã tuyên bố phản đối việc thành lập một nhà nước palestine chính quyền mỹ cũng phải duy trì sự ủng hộ của ả rập xê út điều này có thể sẽ cần hoàn thành hiệp ước phòng thủ chung mỹ ả rập xê út và đảm bảo được thượng viện phê chuẩn ngoài ra chính quyền palestine sẽ cần phải cải cách để có thể quản lý bờ tây và gaza với sự ủng hộ của công chúng Palestine. Ngay cả khi điều đó xảy ra, những lo ngại sâu xa ở tất cả các bên sẽ cần phải được khắc phục vì nhiều người Israel vẫn cảnh giác với việc trao quyền cho một nhà nước Palestine sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Dennis Roth, cựu quan chức cấp cao của Mỹ về Trung Đông, hiện đang làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington cho biết chúng ta cần phải dung hòa nỗi lo sợ của Israel rằng một nhà nước Palestine chắc chắn sẽ bị thống trị bởi Hamas hoặc một nhóm giống Hamas. Tất cả các mảnh ghép đều sẵn sàng cho một bước đi chiến lược lớn hơn Thách thức lớn nhất là làm thế nào để chúng ta kết hợp được những điều đó lại với nhau. Tóm lại, tính toán của chính quyền Biden là sự kết hợp giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự để có thể mang lại cho Washington đòn bẩy trong một khu vực thường tỏ ra chống các sáng kiến của Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.